bye bye anh nha, chúc anh ở lại chơi với mọi người vui vẻ. Vậy bye bye Uni nha, Uni đi mạnh giỏi nha, bye bye. Bye bye, Uni xóa với em đi. Rồi Uni xóa đi nha, mất đồ hết của Uni rồi. Hello mọi người, lại là mình đấy, Jun nè. Ok, thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ đi chơi Uni tiếp. Đó, mình vừa nghĩ ra một cái màn tròn hơi bị đỉnh luôn. Là mình sẽ đi mượn ạc của Uni và mình sẽ tái chế hết đồ luôn. Đó, mọi người nghe tới đây là mọi người thấy nó hơi bị ngủ gầm cầu chưa? Không sợ, không sợ. Nhưng mà mình đang bị một cái vấn đề, đó chính là gì mọi người biết không? Bây giờ làm sao để mượn được ạc của Uni nè? Cái đó là mới là câu chuyện khó. Thì hồi nãy mình có rủ Uni là đi quay clip chung với mình, nhưng mà bé kêu là bé bị bận mất tiêu rồi, bé đi công việc á, nên là bé không có quay chung. Nhưng mà nó đâu có liên quan gì tới clip của ngày hôm nay đâu ta. Tự nhiên ngồi nói xong xem gì vậy trời? Oh no, cái đó là mình chỉ giải thích cho mọi người hiểu thôi. Chứ thật ra là mình đã có phương án mới tính toán hết rồi, nên là mọi người cứ yên tâm. Thì lát nữa là mình sẽ ra mình nhắn tin với bé, mình sẽ kêu là Uni ơi, cho anh mượn nick đi, anh có một điều bất ngờ dành tới cho em. Đó, chỉ cần nói câu đó thôi, đố ai mà không cho mình mượn ạc á. Nếu mà bé không cho mượn thì sao? Thì thôi, khỏi làm clip luôn. Không, nhưng mà mình phải có một cái mí gì đó. Kêu là Uni ơi, anh có một điều bất ngờ dành tới trong túi quà của em. Em cho anh mượn ạc đi, anh vô anh mua mấy cái gói xịn xịn tới cho em. Đó, kiểu thế mọi người. Nhưng mà trước khi nhắn tin cho bạn để mượn ạc, thì mình có một điều bất ngờ dành tới cho mọi người. Đó chính là đây nè. Vậy đây là clip của ngày hôm qua. Thì vẫn giống như thường lệ thôi, tên của mấy bạn đã bình luận là nó để nằm trong cái vòng quay này hết rồi. Bây giờ là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nha. Quay này, không biết hôm nay rồi xong bạn rin luôn. Bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là ID, bước 4 là xe màu đỏ. Ok, hiện tại là mình đã tặng cho bạn ấy chiếc xe này rồi nha. Em nhớ là vô thư tiếp về của anh này. Bây giờ là chúng ta sẽ tới với mini game của ngày hôm nay. Lời mình vẫn sẽ tặng cho mọi người là một trong 3 chiếc xe này đến khi nào mình đã hết bán nữa thôi. Nó chỉ còn đâu đó là 3 ngày nữa. Nên là những bạn nào mà muốn thử độ nhân phẩm của mình thì bây giờ là hãy bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Đó là cách thức tham gia mọi người. Bước thứ 2 là gì? Bước thứ 2 là bình luận tên. Bước thứ 3 là hãy nhớ cái gói này nằm trong cửa hàng, bắt buộc là mình phải có ID của mấy bạn mình mới tặng được nhé. Rồi, bước cuối cùng là mấy bạn chỉ còn là chọn giúp mình là một trong 3 chiếc xe đó. Ngày mai là mình sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất, để sau khi quay ra bạn đó là mình sẽ tặng cho bạn ấy là một chiếc xe. Còn bây giờ thì sao? Còn bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip chính của ngày hôm nay. Get go. Đây mọi người ơi, có một cái tin vui dành tới cho mọi người là hồi nãy là có tầm đâu đó là mười mấy phút là mình có nhắn tin với Uni như thế này nè. Hồi nãy là mình có hỏi lại bé thêm một lần nữa là Uni ơi, em về chưa, đi quay clip nè. Rồi bé mới nhắn cho mình là lát em mới về nên chắc là hôm nay không quay được. Đó, rồi xong mình là mình nhân cơ hội đó mình nhắn tiếp, ok gì để anh quay một mình. Rồi câu thứ hai mình mới nhắn lên, mẹ Uni ơi cho anh mượn ạc đi, anh có điều bất ngờ dành tới cho em. Đó, trời ơi, bất ngờ hả mọi người, ai mà không muốn bất ngờ đúng không. Rồi bạn mới nhắn lại cho mình là ok anh vô đi, nhưng mà cái dòng chữ thứ hai này mới kêu ê. Đó, ê là phải dừng lại một tí, nhưng mẹ không có phế gì nha. Rồi xong mình mới trả lời là hứa không phế luôn, không phế. Nhưng mà mọi người biết đó, đưa ạc cho tôi là chắc chắn là phải có cái gì rồi đúng không. Thì bây giờ là mọi người đợi mình tí nha, mình sẽ nhảy qua ạc của Uni. Đi thôi. Tới đây, hiện tại là mình đã nhảy qua được ạc của Uni rồi nha. Trời ơi, cái ạc của bạn này mày đúng đầu luôn à. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem kho đồ một tí xíu. Chúng ta sẽ tới với tóc với nhà mình đi review ạc mọi người. Tóc ok thì nên tím thì cũng quá trời luôn nè. Review nữa. Trời. Đó, tóc mà có nhiều đó nha. Bây giờ tới khuôn mặt. Khuôn mặt này. Đó, mình review là phải review cỡ này chứ đúng không mọi người. Mẫu nè. Đó, không biết là mọi người thấy gì không, chứ là tôi nhức cái đầu rồi. Nói chung là ạc của này nhiều đồ lắm. Với lại là còn một cái nữa, là phía bên túi của bạn rất là nhiều phương tiện mọi người. Đây, mọi người thấy bẻ đánh sao vàng không, là những cái món đồ là bẻ hay dùng á, như là thiền nè, rồi búa sấm sét, rồi cái gì mắc tiền của ta, xe mua trần trắng nữa nè. Trời ơi, bẻ có chiếc này luôn thôi tôi cũng chịu rồi. Gì vậy, sao cái thằng kia tên Yun núi gì vậy trời. Rồi không liên thuyên nữa, bây giờ là chúng ta sẽ quay lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay nha. Thì hồi nãy là mọi người có nghe mình nói gì không, là mình sẽ mượn ạc của Uni vô tái chế hết đồ. Nhưng mà tôi đâu có ngu, mọi người tái chế cái là Uni nghỉ chơi với tôi thiệt luôn à, không có giỡn đâu. Thay vì tái chế là mình sẽ giấu đồ của Uni đi, là mình sẽ giấu kiểu như là cho nó mất luôn á mọi người. Cái này là kiểu như là vừa đánh vừa so, mẹ cho bẻ là kiểu như là không bao giờ giận mình được. Đó, mọi người thấy ok chưa? Đấy không mọi người, mình mới về nhà này. Nhưng mà trước tiên khi mà vô nhà của Uni là mình phải sửa lại cái này cái. Mọi người thấy không, nhà của Yun, nhưng mà nhà của Yun nhưng mà bẻ tháo mất bè cái nóc mất tiêu rồi trời. Kiểu như xây mà không có thật lòng, xây xong rồi tự nhiên cho cái nóc nó mất. Hiện tại là mình đã xây xong là cái mái nhà của mình rồi nha. Tuy là nó còn chỗ này nó hơi trống ví, nhưng mà không sao mọi người, có chỗ chi nắng chi mưa là ok rồi. Bây giờ là mình bấm vô tái chế đúng không, rồi mình sẽ bấm cái này nữa, bấm về phương tiện này, chiếc xe lộn chiếc thuyền. Mình chỉ cần là mình bấm vô tái chế một cái là Uni sẽ khóc quanh năm suốt tháng luôn. À đúng rồi, có thử là bé còn quý carbon không. Trời ơi, bé có đúng một quý à. Bây giờ mình sẽ vô mình bốc thăm luôn nha. Đây, mình sẽ mở một hộp đi, một hộp thôi chứ kim cương của bé để ý lắm. Đó, cái cây hoa tiết hiện tại là bé đang còn là 1775 kim cương. 775 kim cương, mình vô mình mua, mình mở một hộp. Ồ, mình mở một hộp chắc bé không biết đâu ha. Một hộp 30 kim cương, mở. Đó, cái ghế còn có 745 mà. Mình sẽ lấy cái ghế mình đặt trước cửa của nhà Yun luôn. Đó, ok nha. Còn bây giờ là mình sẽ đổi nhà. Đổi nhà để làm gì? Đổi nhà để giấu đồ mọi người. Đây, mình sẽ bỏ cái con nhà búp bê ra đây. Ồ, để mình xem thử là bài này bạn có bao nhiêu ngôi nhà. 1, 2, 3,
4 năm. Trời ơi, bên này bị thiếu nhà quá trời luôn. Mình sẽ vô cái ngôi nhà búp bê này nha. Rồi, hiện tại là mọi người thấy trước mặt của mọi người là gì không? Đây là những cái kệ trưng bày ô tô. Thì bây giờ mình sẽ làm gì? Mình sẽ bỏ những cái phương tiện của bẻ vô, kiểu như là phương tiện quý hiếm đồ mọi người. Mình sẽ bỏ vô rồi xong nữa là mình sẽ nhắn tin cho bẻ, mình kêu là hồi nãy anh lỡ anh bấm vô tái chế phương tiện của em hết rồi, kêu kêu thế mọi người. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ vô chiếc xe đầu tiên này. Chiếc xe đầu tiên mình bị có hiếm nhất đi là một chiếc xe màu trắng này. Ok nha, chiếc xe màu trắng này là cũng hơi bị mắc tiền á. Phía bên đây là mình sẽ kiếm chiếc xe nào mà bẻ mua bằng tiền á. Xe nào mua bằng tiền không? Mình nghĩ là xe bay này nó cũng hơi hiếm nè, còn mấy chiếc xe còn lại thì nó hơi không được ngon lắm á mọi người. Bỏ chiếc xe bay này vô luôn. Ok, phía bên này là mình sẽ bỏ những cái món đồ nó nhỏ nhỏ hơn tí. Như là mình sẽ chiếc xe máy này cũng ok này, mày cũng hay chạy lắm nè, bỏ vô luôn. Rồi cái kiểu này là sao mọi người ơi. Ý mọi người, cái chiếc xe này mua bằng tiền này nhưng mà giờ nó hết bán rồi nha. Xe chở cuốn đi dạo. Đó, một chiếc nữa. Về phía bên đây là mọi người thấy cái gì không? Cái chỗ mà để chúng ta để những cái cuốc đồ á, là mình sẽ bỏ cái búa xem xét của bể vô nha. Đây, cái búa xem xét của bể hiện tại là mắc tiền nhất. Hình như là mua mấy trăm nghìn đó mọi người. Bỏ vô luôn, giấu luôn. Phía bên đây là mình sẽ bỏ thêm một chiếc mô tô nữa. Vậy là mẹ hết mô tô để đi chạy phố luôn rồi. Thì mọi người có hiểu cái cảm giác bỗng như một ngày mà trong túi của mình những cái đồ đạc nó bị mất hết không? Lại lúc đấy là mình sẽ ra sao? Chắc là mình sẽ cấu giận luôn á. Giờ mình sẽ chuyển cái ghế lại. Đó, để mình đi vô trong nha. Rồi xong là mình sẽ đổi nhà luôn. Từ từ, có cái ghế đây. Giờ đi ra đổi lại cho bẻ là cái nhà 700 kim cương. Để tưởng như là mình không biết gì hết không mọi người. Vậy là chứng cứ đã mất tiêu hết rồi. Bây giờ là mình sẽ ra mình nhắn tin với bẻ là em vô ẹt của em đi, có điều bất ngờ ở trọng đó. Ok nha, đợi mình tí nha. A few moments later. Đây không mọi người, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi là Uni cũng đã online rồi. Một khi mà bẻ để online game là thường thường là mình sẽ bấm vô cái túi đồ hay gì đó, chắc chắn là bẻ sẽ thấy thiếu. Thì nguyên nhân là ai? Là chỉ có tôi thôi. Lát nữa là đừng nào bẻ cũng chơi liên kể. Bây giờ là mình sẽ đứng lại mình câu ké nha. Mình chờ bẻ quay mọi người. Đó, thấy ông mới nói luôn. Gì bé kêu ê, ok, để mình có cái cần câu luôn. Để mình xem, gì mất mới gì kêu thúi vậy. Đứng ở trong chỗ này câu cá bị kêu thúi. Vô đích nói chuyện. Rồi xong rồi, bị bé phát hiện rồi. Mình sẽ nhắn lên nha, kêu là không. Bé kêu lẹ nữa kìa, không. Không có chạy, chạy luôn chứ sao không chạy. Nghĩ sao. Ủa cái gì vậy? Ủa cái gì điện hay sao mọi người? Trời ơi, thiếu vi điện tôi luôn kìa, bẻ điện ra. Alo. Gì vậy? Đi vô Discord nói chuyện nhanh lên. Nói chuyện gì? Tôi không có cần biết. Ông đi vô đây nhanh lên, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tự nhiên nói gì chạy? Nhanh. Không biết gì đâu. Lẹ ra cho 3 giây á. Tắt luôn. Nghĩ sao bây giờ Messenger tôi phải kêu là tôi vô Discord nói chuyện, nhưng mà giờ mình vô là bẻ sẽ bị bắt tại trận luôn. Vì thế là sẽ vô luôn không sợ, tại mình đâu có làm gì đâu đúng không? Đấy không mọi người, hiện tại là bẻ đang ở trong đó bẻ chờ mình này. Bây giờ là mình sẽ vô trọng nha. Đi thôi. Hello anh này. Hello, cái gì mà hello? Gì vậy? Đồ của tôi đâu hết rồi? Sao em quét anh có biết gì đâu trời. Quét cái gì, hôm qua anh mượn đồ của em xong rồi em cũng cho anh mượn. Cái à, anh vô anh phá cái gì mà nick của em bây giờ trống trơn rồi nè. Không, anh đâu có biết gì đâu. Không biết cái gì mà không biết. Không biết gì hết á. Em vô em kiểm tra lại đây, tự nhiên đổ thừa anh là sao? Bây giờ thuyền của em cũng mất, cái gì cũng mất hết luôn, còn có cây pháo bông này thôi à. Tự nhiên còn cây pháo bông. Ừ, còn có đúng một cây này thôi. Này bộ đồ em bỏ cũng đang xịn quá trời luôn kìa. Bộ đồ này thì cũng còn, nhưng mà mấy cái xe với lại cái thuyền của em mất tiêu rồi. Rồi xong rồi, anh biết nguyên do của anh này. Hôm qua là anh vô là nó còn quẳng con nha. Hôm qua em đưa anh mượn nick mà. Anh thì anh vô anh mượn nick của em rồi xong anh. Thì anh nói thiệt luôn, thì anh có vô anh mở một hộp cái kia. Đó, anh mở đúng một hộp thôi. Mở hộp gì? Anh mở hộp cái hộp gì á, 30 kim cương á, anh mở đúng một hộp của em à. Đó, anh nói thiệt luôn, còn mấy cái kia anh không có biết nha. Còn đồ của em đâu? Anh không biết, em tự em kiếm lại cho tự nhiên vô hỏi anh. Rồi xong quét anh nữa, anh có biết rồi đâu. Ủa, tự nhiên không biết. Hôm qua tới giờ có một mình anh vô được nick của em. Không phải là hôm qua tới giờ nữa, mà là từ trước tới giờ luôn. Không có. Anh thôi, đây anh đâu rồi? Không có chạy nữa. Thì nói chung là kệ Uni đi mọi người. Thì clip của ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho... Gì vậy? Ê, không có dẫn mặt nha, đồ của tôi đâu hết rồi. Trời ơi, đồ gì nữa mày, đồ giờ anh làm clip cho mấy bạn xem nè, bị trễ giờ rồi. Không có làm clip vậy đó, anh phải giải quyết chị em anh mới đi làm chứ. Tự nhiên hôm qua anh vô ẹt của em, anh có làm gì đâu, tự nhiên nó mất ô này, anh không biết gì cả. Ủa, anh vô ẹt của em xong rồi đồ của em mất, anh nói chuyện hay quá ha. Vậy em nghĩ anh làm gì đồ của em? Anh tái chế rồi đúng không, anh sẽ nói với mọi người là mọi người ơi, hôm nay chung chung sẽ làm clip tái chế hết đồ của anh này, yeah. Đó, anh nói gì đúng không? Đâu, anh làm clip vậy rồi xong em trai em nghỉ chơi với anh luôn à. Em không biết đâu, đồ của em mất hết rồi nè. Em thử nghĩ đi, một chiếc thuyền mấy trăm nghìn đúng không? Những chiếc xe ở trong WeVPass nữa, nói chung là cả từng triệu luôn
á. Nghĩ sao anh làm như thế? Em không biết, cái xe mà em hay chạy cũng mất tiêu luôn rồi. Mày đồ như thế sau này nó không có ra nữa. Nghĩ sao đồ hiếm của em mà anh đi tái chế như thế là không được. Anh lớn mày đâu phải nhỏ đâu mà chơi kiểu đó. Vậy đồ của em đâu? Để theo anh nghĩ như thế này nha. Đồ của em mà do bên nhà phát hành lấy lại hết rồi. Tự nhiên lấy lại cái gì, em nạp đàng hoàng mà. Không, chắc là do bên nhà phát hành bị trục trặc cái gì đó, kiểu như là họ quét không có kỹ á, nên là họ thu đồ lại của em. Làm gì có chuyện thu đồ lại. Đó, hôm bữa là anh cũng bị mà. Thôi để em nhắn tin thử. Nhà phát hành ơi, đồ của em đâu hết rồi? Tụi tôi không biết nữa đó, thấy chưa? Tự nhiên bấm vô cái điện thoại kêu là nhà phát hành ơi, đồ của tôi mất hết rồi. Bày nói chuyện với ai? Bày lừa tôi đúng không? Bày dụ tôi đúng không? Đồ lừa dối. Bày đứng đó. Bày đứng đó một mình luôn đây, tôi đây. Ê dạ. Đồ lừa dối. Đó, thấy không mọi người, tự nhiên bả nghi ngờ mình là kêu mình tái chế đồ của bả, nghĩ sao vậy? Bây giờ mình sẽ vô túi nha, mình lấy chiếc xe của bả mà bả yêu thích nhất á. Từ từ. Đây, bé hay chạy chiếc này nhất nè mọi người. Nhưng mà mình lấy chiếc xe của bé mình giấu rồi. Để mình vô đi có mình bật mic của mình lên lại. Nãy giờ mình nói gì là Unni không nghe. Đây, Unni ơi em đâu rồi? Unni đang kiếm lại đồ của Unni nè. Unni quay đây anh cho xem cái này là hay lắm cơ. Đâu? Quay đây. Ủa cái xe này của em mà. Xe nào xe của em? Xe này anh nạp vô anh mua mà tự nhiên xe của em. Ủa? Tự nhiên ủa? Cái xe của anh là cái xe mà có cái mây ở sau lưng, còn cái này là xe của em mà. Tự nhiên xe của anh trong túi của anh mà tự nhiên kêu xe của em là sao? Không lẽ anh lấy từ cái xe của em bên túi của em xong anh bỏ qua túi của anh? Ê nói vậy là không được nha, xe của anh là xe của anh, xe của em là nó bị mất rồi. Không chịu đâu, cái xe của em đâu rồi? Giờ em còn chiếc mô tô nào không, lấy ra cho anh xem thử đi. Còn có chiếc này thôi. Trời ơi chiếc này đẹp vậy. Không, nhưng mà em không có chiếc kia à, em chỉ chạy chiếc kia thôi. Ủa chiếc này đúng đẹp, đúng hợp với Unni luôn á Unni. Không. Em có chiếc này không? Có. Đâu, em lấy thử đi. Từ từ, Unni có nạp chiếc đó. Chiếc màu xanh này hơi bị đẹp luôn á Unni. Ủa. Sao vậy? Mất tiêu luôn rồi. Ủa chiếc xe đó mà em cũng mất à. Ủa. Rồi xong, em là một người thích chạy mô tô, bây giờ là nó đã mất hết rồi. Thế Unni đâu? Anh đâu biết đâu. Không, cái này là em phải đi nhắn tin bên Facebook nhà phát hành thiệt không Unni? Quá đủ rồi, Unni xóa game luôn, Unni không chơi nữa. Gì Unni xóa game à? Ừ. Sao vậy? Tự nhiên đồ của Unni mà mất hết trơn rồi. Rồi xong luôn, Unni bị mất đồ hết mọi người, giờ làm sao để cứu Unni đấy? Không cần đâu. Bye bye anh nha, chúc anh ở lại chơi với mọi người vui vẻ. Vậy bye bye Unni nha, Unni đi mạnh giỏi nha, bye bye. Bye bye, Unni xóa game đi. Rồi Unni xóa đi nha, mất đồ hết của Unni rồi. A few moments later. Mình sẽ không có nói cho bạn biết luôn, chừng nào mà mình lên clip bạn có xem được thì bạn biết, còn không thì thôi nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mãi yêu.